Phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang. Dạ. Đính kèm quy ước của chùa Linh Nham, trụ trì bất luận thuộc tông phái nào, chỉ lấy tinh sâu pháp môn tịnh độ, giới hạnh tinh nghiêm làm chuẩn, chỉ truyền hiền chẳng truyền pháp, để dứt thối tệ pháp quyến riêng tư. Ý nói chỉ truyền ngôi trụ trì theo đức hạnh của người đáng làm trụ trì, chứ không vì người ấy thuộc cùng sơn môn hay là pháp quyến mà truyền ngôi trụ trì. Số 2, truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thối tệ bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. Số 3, không truyền giới, không giảng kinh, để khỏi bị chèo kéo dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hằng ngày thường giảng nhưng chẳng thăng tòa và níu kéo người ngoài đến nghe. Số 4, chuyên nhất niệm Phật, trừ đã Phật thất ra nhất loạt không làm hết thảy Phật sự thù tiết. Số 5, bất luận là ai chẳng được thâu nhận thế độ đồ đệ trong chùa. Trong 5 điều hễ trái một điều nào lập tức ra khỏi chùa. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Từ. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, dạy con đạo lý làm người, nhân quả báo ứng. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát, khởi lên một niệm bất chánh làm một chuyện bất chánh đã sớm bị trời đất quỷ thần Phật Bồ Tát thấy biết tường tận, như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiên sợ gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi, dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường, cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây, chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông không quan hệ khẩm yếu chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên một lá thư gửi khắp. Phụ lục giới trừ thủ dâm tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Trích Bảo Thân Tiết Dục. Thủ dâm và tà dâm quả thực là nguồn gốc của vạn điều ác. Tiết dục bảo thân là mấu chốt của sự thành bại, thọ hiểu, kiện nhược, cùng thông, trí ngu, họa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiếm đại công, lập đại nghiệp, không
Không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào, truy cứu ra căn nguyên của vấn đề đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí, vinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà dâm thủ dâm, thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở, phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đãng vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác, lại thêm trào lưu trụy lạc như sóng đục ngập trời, dễ như đẽo gỗ mục bẻ cỏ khô. Lại kim tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hại, vô khổng bất nhập, học thuyết khiến người đời lầm lạc còn dữ tợn hơn nước lửa mạnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chẳng nổi, hãm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được, giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống, kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng đều là con quỷ tham sắc, đường đường Trung Hoa rải rác mầm cỏ cháy khét giống hư, thật là ô hô thương thay. Thời Văn Quốc, một bậc cao tăng thập đức là Ẩn Quang Đại Sư đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng có dấu vết của thủ dâm và tà dâm, sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư dâm họa để đề phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị nhiễm ô. Cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái, lại còn yêu cầu con trẻ xa rời bọn người phóng đảng, thân cận người có đức hạnh, chuyện mẹ mạnh tử ba lần giờ nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh trong sạch, đấy chính là trách nhiệm không thể thoái thoát của cha mẹ. Thực sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rót vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn, chấn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lương dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh của mình hay không. Mà mấu chốt của hiếu học, tiến đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm, tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy, đủ thấy bảo vệ con trẻ của thiên hạ không bị sự xâm hại của ma dâm, công trình hy vọng này so với kế hoạch bay lên mặt trăng rõ là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và tri thức chí sĩ, có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Sách Vạn Thiện Tiên Tư chép: đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị môi sức, ăn thịt chim sẻ thì mắt lé, ăn cua thì phần nhiều con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá chình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch phần nhiều con bị câm ngọng. Sách Đại Đới Lễ chép: ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo, đều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vậy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta
vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật, đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chữa trị kẻ cứa cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương. Khi lành rồi, chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, há chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là giữ gìn di thể được bẩm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết tâm hận kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hay sanh ghẻ chóc. Khi ôn dịch lưu hành hay mắc bệnh truyền nhiễm, người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Câu hỏi: nếu như ông nói thì hoàn toàn chẳng sát sanh ăn thịt, ắt loài vật sẽ đầy dẫy trọn khắp thế giới, biết làm sao đây? Đáp: những thứ con người ăn đều là do con người làm cho nó sanh sôi nảy nở. Những loài lợn, dê, gà, vịt kia, nếu như nhốt riêng các loài đực cái, trống mái, thì chưa quá 10 năm, chúng nó sẽ vĩnh viễn không tồn tại nữa. Huống chi những giống cọp, báo, chó sói, rắn rết, con người đều chẳng ăn, sao từ cổ đến nay chúng chẳng đầy khắp thế giới vậy? Phải biết nếu người ăn thịt nhiều thì người ta lập ra cách để những giống như lợn, dê, gà, vịt vân vân sanh trưởng cho nhiều. Thật ra quá nữa đều là vì bụng miệng tham muốn, chẳng tiếc mạng loài vật phải theo nghiệp thọ báo, thác sanh trong những loài vật ấy để bị người ta giết ăn. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích văn sao Tinh Hoa Lục quyển 1: hãy để chuyện đối trị tập khí phiền não trong tự tâm lại đó khoan bàn tới. Chỉ hành trì ngoài mặt, công phu bên trong trống rộng, trái lại còn sanh ngã mạn, coi công lợi là đức thì càng bị tổn hại nhiều. Ví như ăn cơm phải có rau dưa phụ trợ, lại cũng như thân thể phải dùng áo mão để trang hoàng. Nơi con đường đạo tu hành dài lâu để liễu sanh tử, sao lại muốn thâm nhập một môn phế sạch các môn khác? Phế sạch các môn khác chỉ lo đã thất thì còn được, còn như trong lúc thường nhật, nếu chẳng phải là bậc Bồ Tát tái lai, chắc chắn chưa có một ai lại không trở thành hạng biến nhát ngạo mạn. Bởi lẽ tâm phàm phu thường hay sanh chán. Trời sanh ra vật ắt phải mưa nắng điều hòa, nóng lạnh đắp đổi mới có thể khiến cho mọi vật sanh thành tạo hóa. Giả sử mưa hoài nắng mãi, luôn lạnh luôn nóng, thì dưới khắp gầm trời sẽ trọn chẳng có một vật gì. Huống hồ bọn ta tâm như khỉ vượn, chẳng dùng các biện pháp đối trị, lại muốn nó an trụ một nơi chẳng vọng rong ruổi, thì thật là khó lắm, khó lắm. Ai nấy nên tự gắng sức, chớ nên thiên chấp một pháp, cũng đừng lan man không đầu mối gì hết. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên thư trả lời cư sĩ Than Huệ Chấn: niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm 4 chữ, từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây xin cùng thỉnh toàn thể đại chúng cùng nhau đọc bài kệ tu trì. Kệ tu trì: giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận,
ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh, thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử, hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng, niệm Phật mới hồng tiêu tốt nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm, đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc, hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách, từ nay thôi quyến luyến, tự mình chẳng về, về liền được, gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự văn, đóng cửa chẳng tiếc ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được thông báo với tất cả đại chúng. Hôm nay đáng lẽ sư phụ lên đây có những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, nhưng mà sư phụ vì tịnh tu để mà chuẩn bị cho cái ngày lễ vía Phật A Di Đà tuần sau rất là quan trọng, cho nên cung thỉnh tất cả mọi người cũng như là chúng ta thông báo những người thân của mình, chủ nhật tuần sau nếu mà ai rảnh, chúng ta văn tập về tịnh thất Quan Âm để tham dự ngày lễ vía Phật A Di Đà ngày 13 âm lịch tháng 11. Thì tuần sau có cái dịp lễ cúng trai tăng rất là lớn do những Phật tử ở bên Hàn Quốc về, cũng như một số Phật tử ở đây họ phát tâm ở cúng dường trai tăng tịnh tài tịnh vật, cho nên tất cả mọi người về tham dự, cũng như là có những cái món quà rất là đặc biệt sư phụ dành tặng cho đại chúng. Thứ nhất là này, bí mật mở ra Phật mí chút xíu nha, chút xíu thôi. Lịch 2020 rất là đẹp. Thứ hai là những cái lời khai thị của đại sư Ấn Quang, những cái câu liễn đó sư phụ soạn ra và có để cái hình của ngài đại sư Ấn Quang vào đó, rất là đẹp. Cho nên thì mọi người ráng cố gắng về để mà nhận quà ha. Rồi những ai mà xem trực tiếp á, cũng xem tại tuần sau, chủ nhật tuần sau có trực tiếp, nếu mà đến tham dự được thì tham dự. Và ngày kế tiếp là ngày tắc niên của tịnh thất Quan Âm, là ngày 11 âm lịch tháng 12, ngày cũng là ngay ngày chủ nhật, ngày đó là ngày lễ tắc niên ở đây, rất là long trọng. Đặc biệt có một cái trai đàn, sư phụ lập cái trai đàn để mà cầu siêu độ cho tất cả những vị hương linh, vong linh âm binh cũng như là các em bé thai nhi. Cho nên tuần sau về hoặc là tuần tới nữa sẽ phát những cái sớ cầu an cầu siêu giống như kỳ rồi á, cho Phật tử chúng ta ghi vào, để đến lúc đó sẽ có chư tăng để mà cầu an cầu siêu cho gia đình của mình. Và cái lễ tắc niên ở tại tỉnh Thất Quan Âm mình nội bộ á, là vào cái đêm giao thừa, sinh hoạt cho đại chúng ở đây có văn nghệ gì đó, ai muốn tham gia thì đăng ký với thầy Thánh Tuệ, thầy sẽ làm MC cái chương trình văn nghệ đêm giao thừa. Và sau đó thì sáng mùng 1 là cái ngày đầu năm, cái ngày chúc Tết, sư phụ sẽ lên đây chúc Tết đầu năm cho mọi người từ 8 giờ đến 10 giờ. Thì có cái quà đầu năm rất là đặc biệt, lì xì nhất định phải có. May mắn trong đó mà có tiền nữa, không biết bao nhiêu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu gì đó. Nếu mà xui xui thì 500, 1.000, tùy theo mình may mắn như thế nào. Và có cái quyển
quyển sách nhỏ những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, sư phụ trích ra, trong đó có những lời khai thị rất là hay. Hôm nay sư phụ cũng chỉ dạy là đọc cái lá thư á. Lá thư này rất là hay, được trích trong cái quyển sách đó. Thì quyển sách đó mùng 1 Tết sẽ tặng cho tất cả mọi người. Chúng ta nhớ về đây tham dự ngay mùng 1 Tết, nghe nói có bánh gì rất là ngon, xôi gì đó và tiền. Rồi quà rất là đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì sáng mùng 1 Tết gặp sư phụ sẽ biết. Và cái ngày mùng 9 Tết đó, là cái ngày cộng tu đầu năm của ngày Chủ Nhật đó. Mọi người về đây tham dự thì lúc đó sư phụ cũng chuẩn bị quà cho mọi người, cũng là cái những lời khai thị của đại sư Ấn Quang. Cho nên thì xin thông báo tất cả mọi người, Chủ Nhật tuần sau là lễ vía Phật A Di Đà, một năm một lần, rất là quan trọng. Thành tâm cung thỉnh tất cả mọi người về tham dự. Và 11 âm lịch tháng 12 là lễ tất niên, có cúng dường trai đàn chẳng tế, cầu siêu độ cho tất cả các vị hương linh. Đêm 30 giao thừa đón tất niên tại nội bộ tỉnh Thất Quan Âm, sáng mùng 1 chúc Tết. Và mùng 9 âm lịch đầu năm là lễ cộng tu. Dạ, A Di Đà Phật.